Xin kính chào các quý nhà đầu tư của VNDirect đã đến với chương trình Nhịp đập thị trường ngày 21 tháng 10 năm 2021. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Khôi Nguyên, là chuyên viên phân tích đầu tư của trung tâm tư vấn ở VNDirect. Và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay của chúng ta là có anh Nguyễn Trung Du, là trưởng phòng quản lý tài sản ở VNDirect, sẽ giúp chúng ta giải đáp những câu hỏi cũng như những thắc mắc của chúng ta về các cơ hội đầu tư trên thị trường hiện tại. Trước khi được bắt đầu chương trình thì em xin phép được giới thiệu về các chương trình khóa học hiện tại của VNDirect cho các quý nhà đầu tư. Thứ nhất đó là chương trình, như các anh chị có thể thấy trên màn hình, đó là chương trình khóa học DeGo, DeTrade, khóa học giao dịch chứng khoán, giúp các nhà đầu tư có thể nâng cao cái khả năng giao dịch của mình cũng như là tìm kiếm những cơ hội đầu tư ngắn hạn. Và các nhà đầu tư có thể nhận được chứng chỉ đào tạo Trader Pro chỉ sau 2 tháng đi vào khóa học. Khóa học đã bắt đầu khai giảng từ ngày 13 tháng 10 vừa xong, thì các anh chị có thể tìm hiểu qua đường link em sẽ gửi ở trên chat ở đây để các anh chị có thể tìm hiểu thêm. Đường link ở trên DE Academy ạ. Như thường lệ thì chương trình của chúng ta sẽ bao gồm có 3 phần. Phần thứ nhất đó là phần điểm qua về thị trường, diễn biến thị trường ngày hôm nay, phiên ngày 21 tháng 10. Thứ hai là sẽ là phần chia sẻ của anh Du về diễn biến của thị trường cũng như là xu hướng của một số nhóm ngành hay là xu hướng của một số cơ hội đầu tư đang diễn ra. Và thứ ba sẽ là phần hỏi đáp với các chuyên gia. Em xin phép được bắt đầu cái phần đầu tiên của buổi nhịp đập thị trường ngày hôm nay, đó là phần điểm qua thị trường. Thì như chúng ta có thể thấy ở đây, hôm nay là một phiên giảm điểm khá là mạnh của VN Index vào cuối phiên. Mặc dù là thị trường mở cửa khá là tích cực, chúng ta có thể thấy là thị trường tăng điểm trong buổi sáng, nhưng sau đó thì buổi chiều cái áp lực bán đã diễn ra bắt đầu từ 2 giờ và đặc biệt là cái phiên ATC đã khiến cho thị trường của chúng ta là giảm điểm khá là mạnh. Thì như các chị có thể thấy ở đây, hôm nay là một ngày giảm điểm rất là mạnh đến từ các cổ phiếu vốn hóa lớn. Chúng ta có thể thấy ở đây là cổ phiếu VIX đóng góp đến mức trừ 1.31 điểm và mức giảm của VN-Index. Tiếp theo là các cổ phiếu như là GAS, Vinhome, Vietcombank, Masan hay là Vietjet. Các cổ phiếu tăng đóng góp vào mức tăng của thị trường hôm nay khá là ít như là Hòa Phát hay là OCB, MSB. Để chúng ta nhìn vào thanh khoản thị trường thì thanh khoản thị trường hôm nay cũng là một phiên khá là giao dịch khá là lớn. Khi mà giá trị dịch ngày hôm nay là trên sàn HOSE là gần 20.000 tỷ. Và nếu chúng ta nhìn vào độ rộng thị trường thì chúng ta có thể thấy là như em đã phân tích trước là thị trường mở cửa rất là tích cực khi mà số mã tăng chiếm ưu thế so với cả số mã giảm hay tham chiếu. Khi chúng ta có thể thấy là lúc 9 rưỡi là số mã tăng vẫn ở trên 50%, nhưng sau đó thì áp lực bán đã bắt đầu xuất hiện, là có lúc là đến 10 giờ sáng là cái số mã giảm đã đạt đến 45%, hơn lớn hơn rất là nhiều so với cả số mã tăng. Và cái xu hướng này được tiếp tục diễn biến và xấu đi hơn rất là nhiều ở phiên chiều, khi chúng ta để thấy là cái số mã tăng là chỉ được ở quanh mức 44-45%. Nếu chúng ta nhìn vào bản đồ khối ngoại thì chúng ta để thấy là hôm nay là một phiên bán ròng khá là mạnh của khối ngoại, khi khối ngoại đã bán hơn 1.900 tỷ so với cả mức mua và là hơn 1.100 tỷ. Chủ yếu các cổ phiếu bị bán ròng hôm nay, như các anh chị có thể thấy trên màn hình, đó là Hòa Phát bán ròng hơn 309 tỷ, Vinhome giảm bán dòng 78 tỷ, hay là Vinamilk là bị bán 152 tỷ, cũng như một số cái cổ phát như là Nam Long hay là Vic. Ở lại chiều mua thì có Vinamilk là được mua khá nhiều, được mua dòng 104 tỷ. Theo sau là Vinhome, mặc dù vậy là Vinhome vẫn bị bán dòng ở trong ngày hôm nay. Nếu chúng ta nhìn vào VN30 thì hôm nay chúng ta có thể thấy là cái mức giảm chủ yếu của VN Index đến từ việc VN30 giảm rất là mạnh ngày hôm nay, giảm đến 15 điểm, tương đương với cả 1.05% để về mức 1.489 điểm trong ngày hôm nay. Chúng ta có thể thấy ở đây là VN30 là chỉ có 3 mã tăng, Khang Điền, Hòa Phát và Phát Đạt, trong khi đó là 27 mã của VN30 giảm. Chúng ta có thể thấy mức giảm mạnh nhất nếu xét trên thị giá, đó là Vietjet là giảm đến 3%. Giảm về mức 131, hay là Sabeco là giảm 2% về 152. VPBank hay là Pao, Masan, Gas là cũng có mức giảm khá là mạnh ngày hôm nay. Ở chiều tăng thì chúng ta thấy là Khang Điền có một phiên tăng khá là tích cực khi mà tăng 1.4% lên 44.9, hay là Hòa Phát là cũng giữ được cái mức xanh của họ của cổ phiếu là để đóng cửa ở 57.2. Nếu chúng ta chia theo nhóm ngành thì chúng ta có thể thấy hôm nay nhóm ngân hàng là bị áp lực bán khá là mạnh. Các cổ phiếu như là ACB, BIDV, Công Thương hay là cổ phiếu ảnh hưởng lớn đến chỉ số như là Vietcombank, TPBank, Techcombank mặc dù là ra báo cáo quý 3 rất là tốt,
nhưng mà vẫn không tránh khỏi cái lực bán ngày hôm nay diễn ra của các cổ phiếu ngân hàng hay là các cổ phiếu vốn hóa lớn nói chung. Nhóm ngành thứ hai lớn ở trong có tỷ trọng lớn ở trong chỉ số VN30 đó là nhóm cổ phiếu VinGroup. Thì chúng ta thể thấy là hôm nay là VRE hay là cổ phiếu VIC của VinGroup hay là cổ phiếu VinHomes là đều giảm. Và nhóm thứ ba là nhóm thực phẩm đồ uống thì chúng ta có thể thấy là hôm nay cũng là một phiên giảm. Vinamilk giảm 1%, tiếp theo là Sabeco giảm 2,1% và Masan là giảm 2% để về 140.2. Vừa rồi là phần phân tích thị trường của em, thì em cũng xin phép được nhường lại mic cho anh Du để phân tích cụ thể hơn về cái diễn biến giảm điểm của diễn biến giảm điểm của thị trường ngày hôm nay khi mà index là giảm đến 9 điểm, VN50 giảm đến gần 16 điểm. Em xin mời anh Du ạ. Quan điểm của Du thấy là thị trường hôm nay nó đúng một phiên nó hẳn phái sinh, đâm ra cái diễn biến phiên ADC nó hơi bất thường một chút thôi. Còn nếu chúng ta quan sát cái diễn biến của cả phiên thì nó không có gì bất thường cả. Chúng ta thấy là giao dịch nó giống các phiên trước thôi. Tăng hào hứng trong phiên sáng và phiên chiều hơi đuối một chút. Và trước giờ đóng cửa thì đâu đó nó chỉ giảm một vài điểm thôi. Đến giờ ATC thì cái hoạt động tái cơ cấu nó diễn ra vào ATC thì nó ảnh hưởng một chút đến chỉ số. Và cái này cũng chứng kiến nhiều lần trong các cái tháng đó hạn tái sinh rồi. Thì nó không có gì bất thường cả. Và nó cũng bình thường. Nếu chúng ta nhìn đến ngày hôm nay thì cái nến thì nó mặc dù giảm nhưng nó không quá cái chân nến ngày hôm qua, tức là nó không đến mức nỗi quá tiêu cực và nó vẫn còn cái mức thấp ngày hôm qua làm cái hỗ trợ. Thứ hai là nếu mà chúng ta nhìn cái độ rộng của thị trường trong phiên thì người thấy là cuối phiên thì số lượng cổ phiếu tăng vẫn áp đảo so với số lượng cổ phiếu giảm, thì nó giống như một phiên mà xanh lòng đỏ vỏ thôi, không đến nỗi quá tệ, đúng không ạ? Độ rộng thị trường vẫn khá tích cực, vẫn đâu đó được gần một nửa số lượng cổ phiếu tăng và một nửa số lượng cổ phiếu giảm, tức là số lượng cổ tăng thì hơi nhỉnh hơn. Và hôm nay rất nhiều phiếu mid cap tăng rất là mạnh và các phiếu giảm chủ yếu liên quan đến cái hoạt động tái cơ cấu đáo hạn của VN30 thôi, thì cá nhân nghĩ là nó hoàn toàn bình thường, bởi vì những cái diễn biến trong những phiên gần đây thì nó còn chưa khốc liệt bằng cái giai đoạn tháng 3, những cái phiên mà nó còn biến động mạnh hơn, rung lắc còn mạnh hơn trước khi thị trường vượt đỉnh. Thì cá nhân nghĩ cái triển vọng thị trường nó chưa có gì thay đổi cả, tức là mình vẫn kỳ vọng kịch bản rất lạc quan là triển vọng của VN Index lên 1525-1530 trong thời gian này cuối năm. Còn những cái phiên rung lắc thì kể cả nó có vẻ cái kênh giá dưới thì cũng hoàn toàn bình thường. Khi nào nó vỡ 1350 thì cái quan điểm về thị trường có thể là thay đổi. Còn hiện tại nó chưa có gì tiêu cực cả. Thế nên thì quan trọng này vẫn là chọn cổ phiếu thôi. Tại vì cái mức độ phân hóa nó vẫn đâu đó khoảng 40-50% thì vẫn tăng. Còn một nửa thì vẫn sideways hoặc giảm. Nên cái việc chọn cổ phiếu thì nó quan trọng hơn cả. Hôm nay những cái cổ phiếu lớn thì do hầu hết nó bị ảnh hưởng bởi cái hoạt động đáo hạn của phái sinh ở VN30. Rằng diễn biến ATC nó cũng gây nhiễu một chút. Nhiều cổ phiếu cũng bị đuối ở cuối phiên nhưng mà nó chưa là có cái gì nó thay đổi về xu hướng cả. Hay như Tech này cũng là một phiên mà hào hứng trong phiên bị giảm cuối phiên ấy, nhưng mà khối lượng này nó rất là nhỏ. Nó không như thế là đây là cuối phiên phân phối. Thì nếu nó phiên phân phối thì khối lượng nó phải lớn. Cái anh Du nghĩ là cái diễn biến nó hoàn toàn bình thường thôi. Nay nổi bật có lẽ là những cổ phiếu bất động sản chung đúng không ạ? Vẫn là những cổ phiếu mà nổi bật trong cả mấy tuần qua. Nhà Liêm tăng trần, rồi DIG tăng rất là tốt đúng không ạ? Rồi TDC tăng tốt, DC tăng tốt. Hay rất nhiều cổ phiếu bất động sản tăng giá. Ta sẽ thấy cái kỳ vọng của thị trường vào và những cổ phiếu mà có quỹ đất tốt và định giá còn hấp dẫn thì tiền vẫn đổ vào. Còn những cổ phiếu nhóm ngành khác, những nhóm ngành chứng khoán thì hôm nay nó hơi tiêu cực một chút, hơi giảm nhẹ thôi, nó không quá mạnh đâu. Thì bản chất như SSI nó vẫn đuối từ trước à, nó đuối cả tháng nay rồi, nó không có gì đặc biệt. Những trường hợp của VCI, VND thì nó tích cực hơn và nó vẫn đang cố neo ở sát cái vùng đỉnh cũ. Nó vẫn cố gắng để vượt. Tức là nó chỉ cách đỉnh cũ một chút thôi, chỉ cần dướng một phiên là vượt, cho nên ra là nó cũng chưa quá tệ, nó vẫn còn cái kỳ vọng có thể vượt đỉnh, nhưng mà có lẽ nó cần tích lũy lại thêm một số phiên nữa. Còn những cổ phiếu ngành phân đạm thì hôm nay có vẻ đã chứng đã tăng một chút ấy, nhưng mà thực ra xu hướng của nó thì vẫn tích cực thôi, nó chưa đến có cái dấu hiệu thì thực sự nó nguy hiểm. Hôm trước đặng cà mau thì có một phiên bị bắn mạnh, sau đấy nó lại tăng tiếp, và thậm chí những ai mua T3 phiên đấy thì hôm nay vẫn thoải mái chốt lời, thì nó chưa phải dấu hiệu ổn định. Nên nhìn chung thì anh Du thấy là các cổ phiếu thì nó không có gì
khác biệt đâu. Hầu hết là những cổ phiếu nó đang tích cực thì nó vẫn tích cực thôi. Trong ngành ngân hàng thì tích cực nhất là OCB, hai phiên tăng liên tiếp và đã vượt đỉnh từ tháng 6 đến giờ. Triển vọng cổ phiếu đang rất tích cực và nó đang đi theo cái cách đi của giống của Techcombank, tức là mình nó một đường, nó không đi theo nhóm ngành ngân hàng. Nó đang giống Techcombank, Techcombank ở chỗ này thôi, nó mới bắt đầu chỗ đây. Giống cái đoạn tháng 9 của Tiên Phong, tức là cái triển vọng giá phía trước của nó vẫn còn rất là sáng. Nay trường hợp của MSB cũng tăng, nhưng MSB thì nó vẫn đang ở trạng thái hồi phục thôi. Thì khi nào nó vượt đỉnh như OCB thì mới nên quan tâm. Vì cái khoảng cách từ đây đỉnh nó còn có hơn một giá đó. Đỉnh đâu đó quanh vùng 24.x thôi, 24.5 đó, hiện tại đang vùng 23. Thì trong một số phiên tới nếu nó vượt được đỉnh thì nó lại mở ra một cái cơ hội mới cho một người tham gia những cổ phiếu ngành ngân hàng. Còn những cổ phiếu ngành thép thì hôm nay như Hoa Sen hay Nam Kim thì nó cũng đứng lại thôi, nó không có gì quá xấu cả. Ngược của các cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp thì hôm nay cũng nhiều hướng tích cực. Như D2D cũng là một cái cổ phiếu mà hôm nay cũng sớm vượt đỉnh từ tháng 1. Nếu mà phiên sau nó tăng thêm một phiên nữa, nó confirm quá trình vượt đỉnh thì đây rõ ràng là một cái cơ hội mới của cổ phiếu ngành bất động sản khu công nghiệp. Hay những trường hợp như Phước Hòa này tăng rất là tốt. Vừa là cao su vừa là khu công nghiệp. Thì cái dù thấy là cơ hội trên thị trường hiện vẫn đang khá nhiều. Mọi người lựa chọn cơ hội để mọi người chiết định là chính thôi. Và nên giữ cái tỷ trọng của mình ở mức vừa phải. Không nên dùng margin quá cao. Thì vì dù sao thị trường nó đang ở gần cái cản cũ. Cái cản rất cứng là 1425. Thì mình nên giữ cái quan điểm nó cân bằng một chút. Mình cũng không nên hoảng loạn khi thị trường nó điều chỉnh, nó không nên hưng phấn những cái hôm thị trường nó dồ lên ấy. Và nên giữ tỷ trọng cân bằng, ưu tiên những cái cổ phiếu đang mạnh đang xuống đi lên, còn hạn chế mua mới ở những cái cổ phiếu đang sideways hoặc đang xuống giảm. Thì đấy là cái quan điểm của Du và mình vẫn duy trì cái quan điểm rất là tích cực về thị trường. Có lẽ phiên ngày mai nó sẽ là cái câu trả lời rõ là phiên hôm nay là cái phiên bị ảnh hưởng bởi đáo hạn phái sinh hay là những cái gì tiêu cực ấy. Thì thường nếu mà chỉ là phiên đáo hạn phái sinh nó ảnh hưởng thì phiên mai thị trường nó sẽ cân bằng trở lại thôi. Và cổ phiếu nó tăng thì nó vẫn tăng, còn cổ phiếu nó vẫn yếu thôi, không có gì đáng ngại cả. Thì xin dành thời gian cho phần hỏi đáp cho các anh chị nhà đầu tư thôi. Chắc mọi người sẽ có nhiều câu hỏi. Rồi, em xin cảm ơn anh Du về phần phân tích thị trường vừa rồi của anh ạ. Trước khi chuyển sang phần hỏi đáp với cả nhà đầu tư thì em cũng xin phép được để đường link cho chúng tôi tư vấn ở đây. Cho vì thời lượng chương trình ngày hôm nay là chỉ kéo dài trong một tiếng nên là có khả năng là có những câu hỏi là sẽ không được giải đáp kịp thời trong hôm nay, thì các anh chị có thể mang những cái thắc mắc cũng như là câu hỏi về câu đầu tư của mình lên web của chúng tôi tư vấn, em để ở trong chat để có thể được các chuyên gia bên Direct tư vấn cho những cái cơ hội đầu tư của mình. Ngoài ra thì với các anh chị mới tham gia vào trong buổi nhìn vào thị trường ngày hôm nay thì em xin phép được chia sẻ lại về cái khóa học mới nhất của Direct, đó là cái khóa Đi Đâu Đi Trade, là khóa giao dịch chứng khoán, là sẽ giúp các anh chị có thể nâng cao cái khả năng giao dịch chứng khoán của mình cũng như là tìm kiếm những cái cơ hội đầu tư khác. Và các anh chị có thể là nhận được cái chứng chỉ đào tạo Trader Pro chỉ sau 2 tháng khi mà mình đăng ký vào cái khóa học. Thì em cũng xin phép được để lại cái đường link cho khóa học ở đây để các anh chị có thể tìm hiểu ở trong phần chat ạ. Và bây giờ thì em cũng xin phép được nhường lại mic cho anh Du để mình bước sang cái phần hỏi đáp với cả chuyên gia. Thì thứ nhất là đây em thấy là có nhà đầu tư là câu hỏi về thời điểm này là nên bán ra ORS hay nên mua, thì anh Du có thể giúp nhà đầu tư trả lời không ạ? ORS thì câu trả lời mua chắc chắn là không mua rồi, thì vì nó đang dưới đỉnh là một, thứ hai nó đang sideways. Và cái quan điểm trading của Du thì như trao đổi với anh chị trong nhiều lần trước là mình sẽ không hạn chế mua cổ phiếu khi nó đang sideways, đang có xu hướng là đang tạo những cái đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, nó đang thoái lui thì mình cũng hạn chế. Khi nào nó vượt đỉnh thì mới là cơ hội mua. Thì cái biên sideways hiện tại nó rất là hẹp. Thì nếu nó vượt đỉnh thì nó xuất phát từ chỗ này, nó cách đỉnh đâu đó khoảng 7-8%, thì lúc đấy mình mua đắt hơn đáy khoảng một chút, nhưng mà nó chắc chắn là cổ phiếu nó bước vào một cái nhịp tăng mới. Còn nếu mà đang có thì cá nhân Du nghĩ là nên đợi kết quả kinh doanh quý 3 của doanh nghiệp ra. Thì hiện tại đang là lúc mà các doanh nghiệp ra báo cáo quý 3, thì nếu mà sau khi ra báo cáo mà kết quả tích cực mà nó vẫn không tăng thì có thể cân nhắc bán thôi. Thì vì lúc đấy thì cái kỳ vọng có thể nó đã phản ánh vào giá rồi. Nếu mà kết quả quý 3 ra tốt mà giá vẫn không tăng thì có thể cân nhắc được bán. Hiện tại nó sideways thì nó sẽ không có phí mua đâu. Còn bán thì nên đợi kết quả quý 3 ra để mình cân nhắc. Còn trong trường hợp mà nó không sideways mà nó vỡ kênh giá, chẳng hạn như nó vỡ cái vùng khoảng 27 ở đây, nó vỡ hẳn kênh giá thì mình cũng buộc phải bán thôi. Tức là có hai điều kiện, hoặc là mình chờ đến tin kết quả quý 3 ra mà nó vẫn không tăng, hoặc là thứ hai là nó trong quá trình chờ nó vỡ kênh giá thì buộc phải bán. Còn mua mới thì không nên.
Vâng, tức là nhà đầu tư có câu hỏi về điểm mua cho hai cổ phiếu là GVR và TIG. GVR thì hiện tại nó cũng đang hơi đuối, tại vì nó đang tạo những cái đỉnh sau thôi đỉnh trước, và trong mấy tuần nay nó đang là trạng thái sideways, nếu mà tính từ mùng 6, mùng 9 giờ đó, đó khoảng hơn một tháng sideways rồi. Thì quan điểm của Du thì với những cổ phiếu mà nó đang sideways mà nó ở gần đỉnh như này thì cứ khi nào nó vượt đỉnh thì mình mua thôi, thì nó sẽ là cái tín hiệu nó rõ ràng nhất. Tại vì khi cổ phiếu nó vượt đỉnh thì nó sẽ confirm là nó bước vào một nhịp tăng mới. Còn khi nó đang giao dịch dưới đỉnh thì nó cho thấy là nó hoặc đang tích lũy để tăng tiếp, hoặc là cũng có thể tích lũy để rơi, bị phân phối. Thì rất khó để mà phán đoán nếu mà nó đang sideways. Thường dân trading người ta sẽ đợi xu hướng rõ ràng thì vào đó. Và với những cổ phiếu như này thì xu hướng rõ ràng thì nó chỉ cách đáy, nếu mà đang sideways này mà nó đi lên nó vượt đỉnh thì nó chỉ cách đáy khoảng 7-8% thôi, thì đấy mua vượt đỉnh thì hay hơn. Thì mua sideways thì nhỡ nó sideways kéo dài thì mình cũng sẽ mệt mỏi. Thứ hai là nó sideways thời gian nó rơi xuống thì mình sẽ bị kẹt cổ phiếu mà lại kẹt ở đúng đỉnh, thì tốt nhất là đợi thôi. Dù sao nhóm ngành cao su với lại nhóm khu công nghiệp thì nó đang đi lên, thì cái Du nghĩ là GVR chắc là nó sẽ sớm lên theo thôi, thì có lẽ là phải đợi thôi, tại vì cũng không nên cố đoán xem là khi nào nó lên, mà mình phải đợi cái hành động của thị trường mà dòng tiền lớn người ta quyết định thôi. Thì có điểm của Du khi nào nó vượt 40 thì mua thôi. Còn TIG thì trạng thái cổ phiếu này thì nó cũng tích cực nếu mà nhìn theo kỹ thuật đấy, nhưng nếu nhìn theo cơ bản của doanh nghiệp thì doanh nghiệp trước đây nó cũng nhiều vấn đề lắm, nên ra là cá nhân Du hay là trung tâm vốn đầu tư cũng chưa sự tin tưởng để đưa cổ phiếu này vào nhóm phân tích đó. Cổ phiếu này trước đây nó cũng rất nhiều vấn đề, và hiện tại thì nó tăng giá tương đối tốt, nhưng mà nếu nhìn thuần về kỹ thuật thì nó rất là tích cực để mà nắm giữ. Còn mua mới nó không có điểm mua đâu, vì nó đang trong quá trình tăng từ tháng 7 rồi, cũng tương đối rồi, cũng lên đâu đó khoảng 80% rồi, và nó chưa có nhịp điều chỉnh tích lũy. Thì mua mới cái Dung nghĩ là không nên, và cổ phiếu này chất lượng tài sản nó hơi tệ một chút, thì trong nhiều năm hoạt động rất là tệ, nên là mọi người cũng phải lưu ý xem kỹ lại phần cơ bản. Còn quan điểm của Du thì nên hạn chế cái việc trading cổ phiếu này, vì có nhiều cái cơ hội khác mà nó thật sự là nó cơ bản là tốt hơn, và cái xu hướng nó rõ ràng hơn là những cái doanh nghiệp bất động sản mà nó nhiều năm hoạt động kém hiệu quả, và bây giờ bất ngờ một năm nó tốt ấy, thì nó cũng chưa có cái gì chứng minh thực sự là doanh nghiệp nó thay đổi cả. Nó có thể là những cái mong muốn của doanh nghiệp người ta phát hành thêm để người ta tăng vốn là chính thôi, nên cá nhân mình nghĩ là nên thận trọng những doanh nghiệp như nào. Vâng, lúc nãy anh Du có đưa ra ví dụ là OCB là một TPBank thứ hai, thì những nhà đầu tư Nguyễn Hà thì muốn hỏi anh Du là thế thì đánh giá hiện tại về mã TPBank như nào, có thể tiếp tục được cái xu hướng như là đã tách biệt, như là đã tiếp tục tăng trưởng như là các ngân hàng khác chưa? OCB thì TPBank à, Techcombank à? Techcombank thì ra nó có quá nhiều tin tích cực rồi, những cái tin về phát hành riêng lẻ, rồi lại có thêm những tin về lợi nhuận cũng tốt, và tin sắp chia cổ tức, thì hiện tại xu hướng nó vẫn đang là tích cực thôi, nó vẫn đang là tăng giá thôi, thì nếu có anh chị tiếp tục giữ thôi. Còn mua mới thì mình sẽ khó nghĩ hơn, tại vì nó đã qua điểm mua tương đối rồi, nó đã qua điểm mua khá lâu rồi, thì nên nắm giữ thôi. Tại vì cái triển vọng của ngân hàng về mặt cơ bản hay về mặt kỹ thuật nó đều đang đi xuống, ủng hộ xuống tăng cả, và cái việc đoán đỉnh của nó thì hơi khó, tại vì thường những cổ phiếu này thì nó sẽ lầm lũi đi lên tiếp thôi, thì cũng rất khó để đoán được cái đỉnh của nó, và chấp nhận là để thị trường đoán hộ thôi. Nếu mà đang có thì anh chị có thể để trailing stop khi nào nó phá lui một mức nào đấy thì mình bán nó. Nó giống như mức cắt lỗ, nếu anh chị để mức cắt lỗ là 7% thì mức trailing stop là mức phá lui từ đỉnh, nó cũng tương ứng là mình sẽ thu lợi nhuận về. Còn triển vọng nó đang tích cực thôi. Cái Du nghĩ là trường hợp của OCB thì nó cũng sẽ tương tự thôi. OCB nó cũng sẽ đi tương tự như trường hợp của Techcombank, nó là những cái câu chuyện hoàn toàn riêng của ngân hàng này chứ không phải là nhóm ngành ngân hàng nữa. À, thường trong cái giai đoạn mà các cổ phiếu cùng ngành nó đuối thì những cổ phiếu nào nó tách riêng ra đi lên là những cổ phiếu rất là khỏe, và câu chuyện nó chắc chắn là sẽ nổi bật. Chẳng qua chúng ta chưa biết thôi, có thể có những cái thông tin mà chúng ta chưa được biết, và nó có những cái lộ trình để công bố trong quý 4 này chẳng hạn. Thì với trường hợp như của OCB chẳng hạn, hôm qua là phiên break, hôm nay là phiên confirm là nó break hẳn, thì những phiên điều chỉnh trở lại đều là cơ hội mua. Bây giờ 26 là vùng hỗ trợ, đâm ra tất cả những phiên nào mà từ vùng 26 đến vùng 27 sẽ là cơ hội mua mới đối với những người mà đang muốn mua phiếu này. Và thường cái mô hình như của OCB thì người ta coi là mô hình nền phẳng, là mô hình mà tích lũy đi ngang, thời gian tích lũy đâu đó khoảng 4 tháng. Thì về mặt lý thuyết thì thường nó tích lũy bao lâu nó sẽ lên bấy nhiêu thời gian ấy. Tức là cổ phiếu này sẽ còn triển vọng tăng giá đâu đó khoảng 4 trong khoảng 3-4 tháng tới. Mình sẽ không đo mặt kỳ vọng, nhưng mà mình
mình kỳ vọng mà thời gian nó sẽ tăng giá đó khoảng 3-4 tháng tới. Còn nếu như đo cái kỳ vọng trong ngắn hạn ấy, nếu kỳ vọng mà trong nhịp ngắn hạn thì đâu đó nó sẽ ở vùng khoảng 31.x thì nó sẽ là cái kỳ vọng ngắn hạn của cổ phiếu này. Và cá nhân Du nghĩ là cổ phiếu này là đang có cái cơ hội mua mới trong 1-2 phiên tới nếu nó điều chỉnh trở lại, và chắc chắn nó sẽ điều chỉnh, bởi vì thường thì những cổ phiếu mà thanh khoản nó cũng tương đối này, sau khi vượt xong nó sẽ có vài phiên nghi ngờ, tâm lý người ta sẽ bán ra và nó sẽ là những phiên giảm khối lượng nhỏ thì mình nên mua vào, tại vì không phải lúc nào mình có cơ hội để mua được những cái cơ hội mạnh mà nó là ở cái vùng giá hợp lý. Còn sau này lúc nó đi lên như kiểu tiên phong banh sẽ rất khó nghĩ, nên lúc mà cái cơ hội nó mới chớm nở thì mình nên quyết liệt hơn một chút. Câu hỏi nào nữa? Tiếp theo là nhà đầu tư Tân Thái ạ, có câu hỏi với anh Du là liệu Hasako là thời điểm này có thể mua gia tăng được không ạ? Hasako thì hình như tuần trước nó ra tin kết quả kinh doanh nó hơi tệ một chút, nó bị lỗ đúng không ạ? Dù có nhớ thế, tức là cái hôm 18 tháng 10, 15 tháng 10 giờ tin thì 18 tháng 10 nó cũng giảm ngược một phiên. Và trước đấy thì nó cũng đang tăng đẹp. Hôm nay thì thực ra là phiên nếu mà thuần mà cứ thật thì nó lại đẹp, tại vì nó đã tạo ra mức giá cái mới của New High, nó vượt lại so với đỉnh ngày 13 tháng 10. Tức là chúng ta thấy là ngày 13, ngày 14 thì nó cố vượt đỉnh nhưng mà nó bị thất bại, thì sau đấy nó tích lũy lại vượt ngược trở lại. Thì thường như kiểu Hasako thì quý 4 thường là cái thời điểm người ta hay book các cái khoản lợi nhuận được dồn cuối năm. Nhưng mà cái Du nghĩ là cái triển vọng của Hasako trong quý 4 với năm sau thì mình cũng chưa đánh giá cao lắm, tại vì mình thấy là cái ảnh hưởng của cái thu nhập của rất nhiều tầng lớp ấy, trong cái đại dịch vừa qua thì rõ ràng nó sẽ khiến cái việc mua những cái phân khúc xe hạng sang nó sẽ bị ảnh hưởng một chút. Thì cái Du đang nghĩ như thế, còn không biết là cái việc đấy nó có diễn ra thật hay không, nhưng mà mình đang nghĩ là những cái tiêu dùng xa xỉ nó sẽ không được mạnh như trước, và nó cần thời gian để người ta lấy lại cái niềm tin. Nhưng mà cũng chưa biết đâu được, vì có thể là những cái người đầu tư chứng khoán bất động sản người ta có lãi nhiều thì có thể cái việc tiêu thụ những mặt hàng xa xỉ như ô tô mẹt thì có thể nó lại bất ngờ nó tốt trở lại, thì cái đấy thì phải để thời gian trả lời thôi. Còn thuật mặt kỹ thuật thì như trước Du trao đổi với anh chị, nếu mà cổ phiếu này mà mua chiết định thì mình hoàn toàn có thể kỳ vọng vào cái kỳ vọng nó quay lại đỉnh cũ. Thì giả định như với một cái cổ phiếu mà mua ở thời điểm hiện tại, chúng ta kỳ vọng lên vùng đỉnh cũ đâu đó khoảng vùng 28, tức là đâu đó khoảng 4 giá, thì chúng ta có thể đặt một cái mức cắt lỗ là nó vỡ vùng 22 chẳng hạn, thì đâu đó khoảng hơn 1 giá, 1.8 giá đúng không ạ? Thì hoàn toàn có thể chiết định được, tức là cái kỳ vọng đâu đó gấp đôi cái rủi ro thì chiết định được và để giá chạy theo thị trường thôi. Và mình đặt một cái kỳ vọng nó lên lại đỉnh cũ tháng 1 thì chiết định được. Thì ít ra nó có một cái bài test thử thách là kết quả quý 3 ra lỗ và doanh nghiệp nó đi lên, tức là cái lỗ đấy nó đã được phản ánh vào cái kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư rồi, và người ta đang kỳ vọng là quý 4 nó sẽ tích cực lên. Sợ nhất là quý 3 ra lãi mà doanh nghiệp phải đi xuống, thì nó đáng sợ hơn là lỗ mà doanh nghiệp phải đi lên, tức là những cái xấu đã phản ánh vào giá. Trong đợt này chắc mọi người sẽ chứng kiến nhiều doanh nghiệp nó dạng như thế, tức là kết quả kinh doanh quý 3 ra có thể tệ nhưng nó lại đi lên, tại vì cái sự gián đoạn tăng trưởng nó chỉ bị ảnh hưởng trong quý 3, và rất nhiều người kỳ vọng là quý 4 năm nay và năm sau thì mọi thứ nó sẽ tiếp tục hồi phục mạnh mẽ. Thì trường hợp này cá nhân nghĩ chiết định được, nhưng mà thanh khoản nó cũng nhỏ, đâm ra là và cái mức độ tin tưởng phiếu này nó không quá cao, thì người thể sinh số lượng ít thôi, và kỳ đặt cái kỳ vọng lên đỉnh cũ và đặt cái ngưỡng cắt lỗ, nếu vỡ 22 thì mình chấp nhận cắt lỗ. Vâng, tiếp theo là câu hỏi về một số câu hỏi về nhóm ngành bảo hiểm, thì ở đây là xu hướng cũng như là điểm mua cho các cổ phiếu như là Bảo Việt hay là MIG. Các cổ phiếu ngành bảo hiểm thì chỉ có BH thì là hơi đuối thôi so với nhóm ngành thôi. Nếu mà người đọc thông tin ở đây thì BH cũng bị sụt một chút về thị phần so với lại trước đây, bị PVI với một số cái bảo hiểm nhỏ người ta chiếm lĩnh mất một chút thị phần, nhưng mà nó cũng không quá nặng nề lắm. Thì hầu hết những cổ phiếu bảo hiểm nhỏ thì vẫn đang trên đà đi lên thôi. Nhìn xu hướng của PVI hay là MIG hay là BMI thì xu hướng cả năm nay vẫn đang đi lên thôi, nó chỉ có điều chỉnh tích lũy lại đi lên tiếp thôi. Thế là bảo hiểm quân đội tăng rất là tốt. Còn trường hợp của BVH thì nó hơi đuối một chút, và nó cũng đang là cái trường hợp mà nó đang cố gắng xây một cái đáy ngắn hạn đi lên. Thì cá nhân Du với lại trung tâm đầu tư thì có đưa ra khuyến nghị mua ở cái vùng giá 60-61 hiện tại cho một cái kỳ vọng lên 70. Và mình đặt một cái mức cắt lỗ là vỡ vùng 58 có thể cắt lỗ chẳng hạn thì có thể tham gia được. Nhưng mà rõ ràng cái trạng thái của Bảo Việt thì nó sẽ không mạnh bằng những trạng thái mà nó đã vượt đỉnh, nó vươn xa. Vì hầu hết những cổ phiếu vượt đỉnh thì nó đều có những câu chuyện nổi bật hơn. Trường hợp của Bảo Việt thì tính từ 2018 nó đang ở cái trạng thái thoái lui,
trạng thái đi xuống về mặt trung hạn, nhưng mà nó đang có cái cơ hội đảo chiều cái xu hướng, tức là mọi người nhìn cái kênh xu hướng mới từ 2018 giờ thì đợt này nó bắt đầu nó break nhẹ qua và nó hoàn toàn có cơ hội về lại cái đỉnh tháng 1, hoặc là nếu sau này nó vượt được cả cái đỉnh tháng 1 thì nó sẽ confirm là vào một cái nhịp hồi phục lớn nữa, có thể là nhịp tăng mới. Thì nếu mà tham gia từ bây giờ thì sau này nó sẽ dễ để mình nghĩ hơn. Nhưng mà hiện tại nó là trạng thái yếu nhất của nhóm ngành bảo hiểm. Còn những trạng thái như BMI hay là PPI hay MIG thì người thấy là cái dip biến giá của nó từ năm ngoái này nó rất là mạnh mẽ, cổ phiếu đi lên liên tiếp ấy. Còn những cổ phiếu này hiện tại nó không có điểm mua vì nó tăng tương đối nóng và nó không có cái nhịp nào tích lũy đủ dài. Ví dụ như là với BMI, người nhìn từ tháng 4 năm ngoái này tăng đâu đó khoảng 4 lần, trong khi BVH thì tăng không đáng kể. Rất nhiều cổ phiếu bảo hiểm nhỏ tăng tốt hơn. Thì thường những cổ phiếu như BMI này nếu nó tích lũy thêm một thời gian dài nữa, đâu đó khoảng vài tháng nữa thì tốt. Rồi sau đấy nó vượt đỉnh thì nên tham gia. Còn hiện tại nó cũng là trạng thái sideways rồi thì cũng nên tham gia những cổ phiếu mà bảo hiểm nhỏ đã tăng nóng như này, nó chưa có quá trình tích lũy lại. Còn như trường hợp của BVH thì có thể mạo hiểm được. Thì sao là cái cổ phiếu đầu ngành và nó cũng chủ yếu là phải có cái dòng tiền của các quỹ ETF người ta đổ vào thì nó mới tăng mạnh được. Đây chỉ là bài toán xác suất thôi, tức là mình đang nhìn thấy một cái xu hướng ngắn hạn từ tháng 7 giờ nó tích cực hơn so với mặt bằng của nó trước đây và nó đang có cái cơ hội hồi phục. Thì những cái diễn biến nó thời gian đây thì nó vẫn là nhịp tăng thôi, chứ chẳng qua nó yếu và nó hay có những cái nhịp điều chỉnh lại, nó có thể kéo dài vài tuần ấy, nó lại tăng tiếp thì nó chưa thoái lui khỏi xu hướng thì vẫn theo đuổi xu hướng này được, mặc dù nó chỉ là hơi xu hướng hồi phục trong ngắn và trung hạn thôi, nó chưa phải xu hướng tăng mới, nhưng mà làm cổ phiếu lớn thì có thể tin tưởng để tham gia được. Còn đợi những trường hợp như BMI mà nó vượt đỉnh thì tham gia thì hay hơn, thì vì đây là những cái cổ phiếu mà nó tăng trưởng cả ngắn trung hạn rồi, nó rất là đẹp, thậm chí là nó không có đỉnh phía trước ấy. À đây có một cái đỉnh rất là xa, cái đỉnh 2007 ở vùng 55 thôi, tức là nó còn cách khá xa và nó còn nhiều dư địa phía trước. Thì cái quá trình điều chỉnh nó càng tích lũy thì càng lâu thì sau này nó tăng càng bền, tại vì nó có sự thay máu, nó trao đổi kỳ vọng. Thì nên quan sát cổ phiếu như BMI, cái dung ý đánh giá thì nó sẽ hay hơn BVH. Còn ngắn hạn thì BVH thì có vẻ nó sẽ là lựa chọn hợp lý hơn thôi. Thế sẽ chuyển sang câu hỏi khác. Vâng, nhà đầu tư Quốc Thanh cũng muốn hỏi anh Dung về điểm mua cho Vex ạ. Hay là những cổ phiếu mà người hay gọi là của anh Tuấn Mượt, thực ra là hơi khó chiết định, sóng của nó cũng không thực sự rõ ràng lắm đâu. Người thấy là cổ phiếu này đi lên, nếu mà tính ra từ năm ngoái nay thì rất ít nhịp sóng mà nó tăng một cách là ra trò, tức là tăng ra từng đoạn để dễ chiết định. Người thấy là những cái đoạn nó rất là ngắn, và nếu mà tính từ đầu năm giờ người thấy là cũng không dễ để chiết định cổ phiếu này đâu. Những cái nhịp nó rất là ngắn và những cái phiên xuống nó rất là phũ, nó xuống đôi ba phiên nó rất là phũ rồi sau đấy lại lên. Nếu mà ai nắm giữ từ năm ngoái này hoặc nắm giữ từ đầu năm rồi, thực ra là vẫn tăng trưởng tài sản thôi. Còn chiết định người thấy là nhịp tăng nó rất là ngắn và thoái lưu rất là nhanh. Thì cái du thì thường nếu mà mình nhìn những cổ phiếu mà nó khó chiết định như này, nó vượt đỉnh xong nó dội ngược lại rất là sâu này. Nếu mà ai mua vượt đỉnh là cũng dính đỉnh, chỗ này cũng vượt đỉnh và lại lộn ngược lại, tức là nó có cái gì đấy nó hơi phi thị trường một chút, rất nhiều lần vượt đỉnh và bị lộn ngược rất là mạnh. Thì cá nhân nghĩ là cổ phiếu này không phù hợp chiết định đâu, mình nên chọn cổ phiếu khác, nó quá khó để mình chiết định. Còn về mặt cơ bản thì cá nhân cũng chưa đánh giá là cơ bản. Còn trước đây thì Galex là doanh nghiệp làm ăn rất là tốt, còn lâu mình không update về mặt cơ bản của Galex thì bản thân mình cũng không thấy phù hợp để chiết định những dạng cổ phiếu này, nên mình cũng hạn chế việc quan tâm vì nhìn nó quá khó chiết định. Và mình đã thấy nhiều người vào cố chiết định cổ phiếu này mà hầu hết cái kết quả nó không xứng đáng so với lại cái rủi ro phải chịu. Nên quan điểm của mình thì sẽ không nên chiết định cổ phiếu này. Còn ngay cả về mặt kỹ thuật hiện tại nó cũng không có tín hiệu để mua cả. Rồi nhìn lịch sử và nhìn hiện tại thì kết hợp hai yếu tố thì cá nhân mình nghĩ là không nên chiết định cổ phiếu này. Vâng ạ. Tiếp theo là em thấy ở đây là nhà đầu tư Khánh Nguyễn là có câu hỏi là Hòa Phát là target là nhận là bao nhiêu, thì do đây là chương trình phân tích kỹ thuật nên là chương trình sẽ không đi quá sâu vào những cái cơ bản hay là dự phóng cho lợi nhuận. Thì em xin phép được để lại đường link của Vstock ở đây, thì các anh chị nhà đầu tư có thể vào đây để tham khảo dự phóng của research của VnDirect về những doanh nghiệp như là Hòa Phát để có thể tìm hiểu được là target lợi nhuận là bao nhiêu. Còn tiếp theo thì với câu hỏi về kỹ thuật thì em xin phép được hỏi anh Du câu hỏi của nhà đầu tư Quang Hưng nhận định về cổ phiếu PNJ. PNJ cũng là một cái trường hợp mà kết quả quý 3 dự báo bị lỗ, nhưng mà rõ ràng từ
từ tháng 9 giờ cổ phiếu nó lại đi lên, đúng không ạ? Đây là trường hợp mà nó cũng hơi lạ so với cái suy luận chung của thị trường, thì vì thường những doanh nghiệp thua lỗ quý 3 thì nó phải đợi kết quả lỗ xong ra nó phản ánh hết cái xấu thì nó mới đi lên, nhưng đây nó chủ động lên trước. Và ngay cả như này thì có thể kết quả quý 3 ra nó điều chỉnh một chút thì nó vẫn đi lên, tại vì có thể bây giờ người ta lại nhìn sang quý 4 và 2022, và cái việc gián đoạn quý 3 nó chỉ là cái việc gián đoạn tăng trưởng một quý thôi. Thực ra là với dân đầu cơ, với dân trading thì thường là giá sẽ dẫn dắt vào suy luận. Nếu mà giá nó còn đi lên thì tin tốt, tin xấu thì nó vẫn được suy luận theo chiều tốt. Còn khi mà giá nó đã đi xuống thì nó sẽ bị suy luận theo chiều xấu. Hiện tại phiên giây nó có cái đỉnh cũ là cái đỉnh của tháng 7, khi mà nó chưa đến vượt đỉnh rất là đẹp, và bản thân Du là người mua vào ở chỗ vùng đỉnh này và phải cắt lỗ đâu đó vùng 102. Tức là khi mình thấy nó vượt đỉnh xong nó phiêu ngược trở lại. Thì cái đợt đấy là cái đợt mà Hồ Chí Minh bị giãn cách, nó dẫn đến là cái tình trạng là rất nhiều cái cửa hàng của P&J phải đóng cửa, và lúc đấy doanh nghiệp bắt đầu lo ngại về cái việc thua lỗ, và đến quý 3 nó xảy ra thua lỗ thật. Thì cái dung ý trường hợp này sẽ là phù hợp với đầu tư hơn. Của phía P&J thì cái cách tăng của nó thực ra không quá mạnh mẽ đâu. Người thấy là ngay cả trong những sóng tăng thì cái cách tăng nó rất là rích rắc và chậm chạp. Nếu mà người mua và người nhìn những cái đoạn ngắn ngắn này thôi, nhưng mà nó có thể kéo dài đâu đó khoảng vài ba tháng. Thế là như đoạn tháng 7 2020 đến tháng 10, đâu đó khoảng 3 tháng thì mới tăng được 20%. Còn để chết đinh thì tương đối khó, tại vì cổ phiếu này thì bản chất nó phù hợp với dân đầu tư nhiều hơn là những người mà thích chết đinh. Thỉnh thoảng nó sẽ có những nhịp tăng nóng thôi, ví dụ như cái giai đoạn 2016 đến 2018 thì có rất nhiều cái sóng tăng rất là mạnh và nó rất là nhọn, thì chết đinh thì rất là thích. Còn từ năm ngoái này những nhịp sóng nó tăng nó thoải hơn và nó tăng rích rắc, người thấy là nó tăng vài phiên nó lại có nhiều phiên điều chỉnh xen kẽ và thậm chí nó đi ngang thì nó hơi khó chết đi. Còn thuần về mặt kỹ thuật ở xu hướng hiện tại thì hiện tại nó vẫn ở dưới đỉnh của tháng 7, nên về mặt chết đi thì sẽ không chết đi đâu. Thì thường thì nếu mà nó mua thì sẽ mua khi nó mới break qua cái kênh giá giảm, tức là mình sẽ còn nhiều dư địa để mình, nếu mà chết đi sóng hồi thì mua khi nó mới chớm break qua một cái kênh giá giảm ngay gần đấy, thì lúc đấy mình sẽ có những cái kỳ vọng nó quay lại đỉnh, nó đủ cái gap để chết đi. Còn nếu mà mua sát đỉnh thì tốt nhất là nên đợi sau này nó vượt đỉnh và nó tích lũy lại, điều chỉnh lại, nếu đấy cân nhắc. Thì vì những cổ phiếu này thì rõ ràng nó sẽ khó chết đinh rồi. Và cái Dung nghĩ là nó sẽ hợp với đầu tư hơn, thì nếu anh chị quan tâm cổ phiếu này thì nên đọc báo cáo và phân tích để mình đánh giá doanh nghiệp nó kỹ hơn, và mình nên mua đầu tư và mua khi nó giảm thì hay hơn là mình mua chết đinh khi theo chiều nó tăng. Và cái hiệu quả của việc chết đinh theo chiều nó tăng là cái Dung thấy gần đây nó không hiệu quả đâu. Vâng, tiếp theo nhà đầu tư Thùy Dương là có câu hỏi với anh Du là DRC ra báo cáo quý 3 là bị âm, thì kỳ vọng quý 4 là liệu giá của DRC có thể cải thiện được không ạ? Trường hợp của DRC thì cũng khó đánh giá, tại vì mình cũng không thực sự hiểu hết được về doanh nghiệp sẽ là cái tác động của đợt vừa qua nó còn tác động quý 4 không. Thì nó có hai cái tác động chính mà mình đọc trong cái báo cáo kết quả kinh doanh của DRC, nó làm suy giảm và tăng trưởng. Thứ nhất là do giá cước vận tải tăng cao, thứ hai là giá cao su ấy, nó tăng giá nguyên liệu đầu vào ấy. Thì cái đấy thì mọi người phải theo dõi cái giá cao su trên thị trường Topcom của Nhật, và thứ hai là theo dõi cái giá cước vận tải để mình đánh giá được cái quý 4. Còn ở thời điểm hiện tại thì rất khó để mà đoán được hai cái diễn biến đấy, thì hiện tại giá cước thì vẫn cao và giá cao su thì có suy giảm ở những tháng ở quý 2, nhưng mà đầu quý 3 bắt đầu nó tăng trở lại. Thì trường hợp của DLC nếu mà nhìn về cơ bản thì quý 4 thì cái anh Dung nghĩ là khó đoán, tại vì mình không đánh giá được hai yếu tố kia khi nào nó hết nóng, nhất là cái việc mà tăng giá cước do thiếu hụt container với lại thiếu hụt tàu biển ấy. Còn về mặt kỹ thuật thì hiện tại nó đang hơi tiêu cực một chút và nó đang ở cái mô hình vai đầu vai ngắn hạn, thì nếu mà nó không bị phá vỡ 30 thì nó chỉ là mô hình sideways thôi, thì nó tích cực hơn nếu mà nó không bị vỡ 20 trong vài tuần tới thì hoàn toàn nó có thể sideways thêm một thời gian nữa đi lên. Còn nếu như nó vỡ 30 thì nó sẽ có rủi ro nó về lại cái vùng 26 để nó hoàn thiện cái mô hình ba đầu vai. Hiện tại như với trường hợp DLC, cái anh Dung nghĩ không nên mua và mình phải quan sát thêm thôi. Thứ nhất là nên đọc các báo cáo tham khảo của các công ty khoán về cái triển vọng quý 4. Thì cái anh Dung thấy là nó hơi khó đánh giá, mình không đủ thông tin đánh giá. Và mình chấp nhận là tin theo các báo cáo phân tích của các công ty khoán, và thứ hai là mình tin theo cái diễn biến của đồ thị thôi. Tức là nếu mà báo cáo phân tích và vẫn đánh giá tích cực và đồ thị tích cực thì mình sẽ tham gia mua, tức là đâu đó thì sau này nó phải vượt qua cái kênh giá giảm hiện tại, ít nhất là phải vượt qua cái kênh giá nối từ đỉnh tháng 9 đến đầu tháng 10 này. Thì nếu nó sau này nó có một cái phiên break qua cái đường kênh giá này thì quan tâm.
hoặc là sau này nó tuột đỉnh thì mình quan tâm. Còn hiện tại nó đang là cái nhịp thoái lui rồi, thì cổ phiếu kể cả nó không có tin xấu sau quá trình tăng từ năm ngoái hôm nay, rất nhiều cổ phiếu nó bước vào cái giai đoạn nó tích lũy thì nó hoàn toàn bình thường thôi. Thì thực ra là quý 3 đối với DLC thì nó giảm tốc về cái tốc độ kinh doanh nhưng khoản thu lỗ, nên ra là cái kỳ vọng về cái việc tăng trưởng mạnh của nó thì người ta bị thay đổi kỳ vọng luôn. Trước đây người ta kỳ vọng tăng trưởng nó tốc độ cao hơn, thì tốc độ tăng trưởng nó chậm lại, người ta lo ngại là quý tới nó có thể bị ảnh hưởng. Thì cái này cái Dung nghĩ quan sát. Hay là cái phiên tiên ra cái phiên mà tin xấu ra thì nó bị ảnh hưởng, thì đến nay T3 mà người mua về bị lỗ, thì rõ ràng cho thấy là cái tin này nó cũng là một cái bất ngờ với đám đông, mà nó đang có độ ngấm thị trường. Còn nếu như sau cái phiên mà tin lỗ ra mà nó chỉ điều chỉnh vài phiên mà hôm nay nó lại tăng vọt trở lại, thì cho thấy là quý 3 chỉ là cái tai nạn ngắn hạn thôi, và quý 4 sẽ tích cực. Nhưng cái diễn biến thị trường nó cho thấy là quý 4 hiện tại cũng đang hơi khó đoán. Và cái diễn biến giá thì của những người bán ra và những người mua vào, nó cho thấy là bên bán ra có vẻ đang thắng thế, thì tốt nhất là mình nên đợi thôi, mình cũng không nên cố đoán. Khi nó đạt cái điểm mua thì chúng ta mua thôi, mà nên tham khảo cái báo cáo phân tích của công ty chứng khoán về quý 4 của DLC. Chắc là một vài hôm tới các công ty chứng khoán sẽ ra báo cáo update thôi, vì sau quý 3 công bố thì rất nhiều công ty chứng khoán sẽ ra báo cáo update về những doanh nghiệp mà người ta cover, thì mọi người nên đọc để mọi người tham khảo, thì có nhiều thông tin đánh giá hơn và có nhiều dữ liệu hơn. Vâng, tiếp theo là nhà đầu tư Nghi Xuân có câu hỏi về việc mua mới các cổ phiếu như là Vinhomes, Nam Long hay là DLC có được không ạ? Nam Long cái gì đấy em? Vinhomes, Nam Long với DLC anh ạ. À Vinhomes à? Vinhomes thì quan điểm của tôi thì không nên mua rồi, tại vì xu hướng của nó nếu mà nhìn từ tháng 8 đến giờ xu hướng đang xuống giảm. Và những cổ phiếu mà đang giao dịch dưới đỉnh như này thì cái dù thường sẽ không quan tâm đâu. Thì khi nào nó vượt đỉnh thì mình bắt đầu quan tâm. Và cổ phiếu này thì hiện tại cái xu hướng hồi phục cũng rất là yếu, mặc dù như trong vài tuần trước nó có break nhẹ qua cái xu hướng giảm, nhưng mà sau đấy nó hồi phục rất là yếu, thậm chí không lên được cái kênh giá trung hạn mà nó bị vỡ, trường hợp này cũng tương đối tệ. Và đầu tư thì mình không nói, tại vì đầu tư thì thường người ta sẽ nắm giữ lâu dài, thì cái quỹ đất của Vinhome và cái thương hiệu nó rất là mạnh, và cái lợi nhuận hiện tại Vinhome rất là tốt, nhìn theo định rất hấp dẫn cho dòng tiền lớn để người ta đầu tư lâu dài. Doanh nghiệp đầu ngành bất động sản, quỹ đất tốt, khả năng triển khai tốt và chất lượng tài sản rất là tốt. Nhưng mà cái diễn biến về mặt kỹ thuật thì nếu mà chết đinh thì không chọn phiếu này được, tại vì diễn biến cả xu hướng ngắn hạn hay là trung hạn nó cũng đang tiêu cực. Thứ nhất là bỏ qua, nếu đầu tư thì chị phải đọc báo cáo phân tích để mình cân nhắc cái việc mà đầu tư nắm giữ lâu dài 5 năm, 10 năm thôi. Mình sống gắn bó doanh nghiệp, còn nếu để chết đinh ngắn hạn thì rõ ràng không nên chọn cơ hội này. Nam Long là trường hợp mà nó cũng rất là tích cực, nó phù hợp với những người đang có để giữ thôi. Thì ra nó qua cái điểm mua mất rồi, nó qua cái thời điểm mua khi mà chạm sát với kênh hỗ trợ, hoặc là chấp nhận mua khi nó break out. Còn hiện tại nó đang trong cái nhịp tăng tiếp diễn rồi. Mấy phiên ở đây thì nước ngoài bán rất là mạnh, nhưng mà thấy là cái diễn biến của Nam Long thì nó cũng không quá, nó vẫn đi lên, nó vẫn đi lên rất là tốt ấy. Thì cá nhân Dung nghĩ là trường hợp này thì nó cũng không có gì tiêu cực cả. Mua mới thì không nên, tại vì nó đang rất là lưng chừng rồi. Mình nên chọn những cơ hội nào mà nó mới vượt đỉnh của nó, và tích lũy nó mới đi lên thì nó sẽ hợp lý hơn. Còn Nam Long thì nếu một người mua đuổi thì người sẽ bị rất dễ bị dính những nhịp nó điều chỉnh như đã từng diễn ra. Thì cổ phiếu này nó cũng cách quyết định nó cũng tương đối khó một chút, là nó cứ vượt đỉnh đi lên một nhịp một chút thì nó hay bị ngược lại tương đối mạnh. Và thường là những ai mua đuổi có cao thì đến khi mà bán cắt lỗ thì nó lại tích lũy đi lên lại. Thì tốt nhất là nên đợi nó có những nhịp tích lũy, sau này nó có những nhịp điều chỉnh tích lũy, nó về cái đường MA 60 chẳng hạn, sau này nó sẽ vòng lên. Thì nó sẽ có thời điểm mua mới, còn hiện tại thì không nên mua mới, mà nên ai có thì giữ thôi. Thì cái xu hướng chung của nhóm bất động sản tầm trung đang rất là tốt, và mình nên tận dụng để mà tối ưu hóa các lợi nhuận những cổ phiếu bất động sản mà mình có. Cổ phiếu nào em nhỉ? DLC anh ạ. DLC à? DLC thì hôm trước cũng có nhiều anh chị hỏi, thì anh Dung nghĩ là đây nó sẽ là một nhịp điều chỉnh sideways thôi, nó khó để có cái cơ hội của đỉnh ngay á. Hôm nay DLC cũng có phiên tăng rất là tốt ở trong thời điểm đầu phiên ấy, hay là phiên qua cũng tăng tốt, nhưng mà do kết quả kinh doanh quý 3 ra tích cực và mọi người đang kỳ vọng quý 4 tích cực. Nhưng mà có điểm của Du thì một cổ phiếu nó đã tăng nóng và nó tạo một cái đỉnh rõ rệt như này trong ngắn hạn thì nó sẽ mất thời gian để nó tích lũy lại. Cái số lượng bán của cái phiên đấy nó không hề nhỏ. Tôi thấy việc bán này là những cá nhân lớn người ta cũng đã quan tính rồi, và chắc chắn người ta cũng đã nhìn thấy kết quả quý 3, quý 4 rồi, người ta chấp nhận bán ra nó đều có lý do cả. Và những trường hợp như này thì thường nếu là cổ phiếu tăng trưởng thì nó sẽ tích lũy đi ngang, nó tăng trưởng. Nó giống như những cái giai đoạn của tháng tháng 3 đến tháng tháng 5 này, nó tích lũy một khoảng 2 tháng rồi nó lại tăng trưởng liên tiếp.
Và cái mô hình nền phẳng, tức là mô hình mà cổ phiếu tăng trưởng xong rồi đi ngang 3 tháng 6 tháng nó tăng trưởng tiếp thôi. Nó phù hợp với những cổ phiếu mà có cái kết quả cơ bản tăng trưởng dài hạn theo thời gian. Thì mọi người thấy là ví dụ như với DGC nó có rất nhiều cái lần tích lũy rồi tăng trưởng. Giai đoạn tích lũy trước đấy nữa là 2020 tháng 6 2020 đến tận tháng 8, sau đó khoảng 2 3 tháng. Hiện tại cái thời gian bắt đầu điều chỉnh tích lũy của DGC thì nó tương đối ngắn, nó mới bắt đầu từ cuối tháng 9 thôi, đến giờ mới có là chưa được một tháng. Thì nếu mà trong trường hợp mà mình đặt một cái giả định là cổ phiếu nó còn tiếp tục tăng trưởng thì cái việc mà tích lũy thêm 1 2 tháng nữa thì nó hoàn toàn bình thường. Và cổ phiếu này là một cổ phiếu mà người nên để trong watch list để quan tâm thôi, sau này nó có đỉnh người mua thôi. Còn không nên mua khi nó đang sideways, có điểm của Du rồi thế. Nếu mà đầu tư thì nên mua, còn nếu mà trading thì khi nó sideways tốt nhất là đợi, mình để trong watch list để mình theo dõi, khi nào nó có tín hiệu có đỉnh thì mình vào. Thì nó có thể sideways thêm một thời gian nữa và sẽ khó chịu khi nó chạy, khi lại mất kinh nhẫn bán ra thì mất cơ hội. Thì nó vẫn là một cổ phiếu tăng trưởng rất là tốt về mặt cơ bản, và nó chưa có cái gì xấu về mặt cơ bản cả. Còn về mặt kỹ thuật thì nó tăng nóng và nó cần thời gian tích lũy trở lại, thì nó có thể tích lũy đi ngang hoặc nó thoái lui một chút thì nó hoàn toàn bình thường. Thì mình nghĩ là nên đợi cổ phiếu này và nên nên quan tâm vì nó vẫn là cổ phiếu tăng trưởng rất là đẹp. Vâng, tiếp theo nhà đầu tư có câu hỏi nhận định cho BVHMIG thì anh Du đã có trả lời rồi. Nhà đầu tư cũng hỏi thêm là nhận định của anh Du về cổ phiếu BSR. BSR là cổ phiếu hiếm hoi và đỉnh của những cổ phiếu dầu khí. Thì các anh Du thấy là trường hợp cổ phiếu này thì nó vẫn tích cực thôi. Hôm trước mình có đo cái kỳ vọng cho mấy chị nhà đầu tư đâu đó khoảng vùng 25-26 ấy. Thì có lẽ là vùng đấy sẽ là vùng mọi người nên quan sát để cân nhắc một chút lời, nếu nó xuất hiện những cái phiên mà bán ra khối lượng lớn thì cho thấy là nó phù hợp với lại cái việc chúng ta đặt kỳ vọng nó đúng thì mọi người có thể chốt lời thôi. Và hiện tại nó cũng chưa có gì xấu cả, nó lên một cái nhịp tương đối tốt, nếu mà tính từ cuối tháng 9 đến giờ nó tăng một cái nhịp khoảng 3 tuần miệt mài rồi. Nó có điều chỉnh ở đây vài ba phiên nó là bình thường. Mọi người thấy là mấy phiên này nó giảm khối lượng rất là nhỏ thôi. Nó chưa thấy là cái hoạt động mà chốt lời với phân phối nó thực sự xảy ra, thì các anh Dung nghĩ là nó đang ở cái trạng thái mà có thể đi ngang tăng tiếp thôi. Và nó đã vượt đỉnh của 2 năm nay rồi, nó chỉ còn cái đỉnh từ khi niêm yết là cái đỉnh 2018 đâu đó khoảng vùng 34 thôi, thì nó có rất sao, nó không ảnh hưởng về mặt tâm lý cả, nên ở phía trước nó thì không có cản gì quan trọng cả. Và cái triển vọng giá dầu trong mấy tuần gần đây hay mấy phiên đây thì nó vẫn đang là tích cực thôi, thì nó chưa có gì tiêu cực để mình phải bán cả. Những cái trường hợp mà nó áp lực hơn như gas hay là PVS thì với xứng đáng để bán hơn, vì nó vẫn chạm vào đỉnh cũ mà nó không vượt được, tức là nó xuất hiện cái rủi ro là nó hai đỉnh mà nó có thể thoái lui, nhưng nó chạm những cái vùng kháng cự nó không vượt được thì mới phải bán thôi. Còn trường hợp nó đã vượt đỉnh thì tốt nhất là nên để nó chạy theo thị trường thôi. Vâng, tiếp theo là anh sẽ phép được gộp một số câu hỏi cho các công ty cùng ngành ở đây luôn ạ. Thì như các anh chị cũng biết là nhóm ngành chứng khoán vừa rồi ra kết quả kinh doanh khá là tích cực. Thì các nhà đầu tư cũng muốn hỏi anh Du về điểm mua cho các cổ phiếu liên quan đến đầu tư chứng khoán như là VN Direct, VND, TCI hay là TCS, CTS ạ. Những ngành chứng khoán thì hiện tại nếu mà nhìn theo những cổ phiếu top 4 ấy, thì VND, VCI là hai cổ phiếu sáng nhất mà có cơ hội vượt đỉnh rõ nhất nếu mà nó xét trong những cổ phiếu vốn hóa lớn ngành chứng khoán. Thì ví dụ như với VND thì đỉnh đâu đó quanh vùng 55, cái thời gian tích lũy thì tính ra nó cũng khoảng 2 tháng rồi đúng không ạ, hơn 2 tháng một chút rồi, thì nếu tích lũy thêm khoảng 1 tháng nữa thì tốt nhất, tức là tích lũy đâu đó khoảng đến 11 tháng 11 thì nó sẽ hoàn thành khoảng một quỹ tích lũy, thì sau đấy nó tăng nó sẽ bền bỉ hơn. Thì cái điểm mua thì nó đơn giản là cứ vượt đỉnh là sẽ là điểm mua đối với dân kỹ thuật thôi. Và khi nào nó vượt cái giá 55 này bằng một cái phiên mà có khối lượng tích cực so với trung bình ấy. Ví dụ như anh chị thấy trung bình đâu đó thanh khoản khoảng 8 đến 10 triệu phiên ấy, thì phiên đấy thanh khoản đâu đó khoảng 12 15 triệu phiên là cái phiên mà được gọi là breakout thành công, và giá nó phải đóng trên cái vùng 55 ví dụ lên 56 chẳng hạn thì có điểm là mua, có thể mua phiên đấy hoặc là khi nó điều chỉnh lại thì mình mua, thì lúc đấy 55 sẽ thành hỗ trợ. Còn hiện tại nó vẫn là sideways, khi nó chưa vượt đỉnh nó vẫn có những cái rủi ro là nó còn sideways thêm hoặc nó tạo thành những cái đỉnh 3 đỉnh 4 đỉnh mà nó bị dội ngược lại, thì mình nếu mình mua khi nó sát đỉnh như này mà nó bị dội ngược lại kênh dưới đâu đó khoảng 48 thì rõ ràng là mọi người sẽ bị thiệt hại 6-7 giá, mọi người sẽ hoảng mất khoảng 10-12%, thì tốt nhất là nên đợi sau này nó vượt hẳn đỉnh thì nó mình mua. Rồi cái sai nó tương tự thôi, đỉnh đâu đó quanh cùng 66 hôm trước thì nó cố vượt nhưng mà nó không vượt được, thì cũng đợi, vì trường hợp VCI thì muốn vượt thì cũng dễ thôi,
nó chỉ cần một phiên dưới lên là vượt. Và với cái trường hợp mà đã cố vượt trong một phiên rồi nó bị dội lại như này thì tốt nhất là nên đợi nó vượt hẳn rồi phiên sau nó có điều chỉnh thì chúng ta mua thì hay hơn. Nó tránh hợp là mua trong phiên mà nó bị dội ngược lại, ví dụ như phiên ngày 17 tháng 9 ấy, mới thấy là nó cố vượt nhìn rất là đẹp nhưng mà đến cuối phiên nó bị thất bại, sau đấy nó dội rất là đau, chúng ta có thể là bị cắt lỗ đúng đáy rồi nó đi lên rồi mua đúng đỉnh, đúng không ạ? Thì tốt nhất là đợi nó vượt hẳn rồi nó điều chỉnh chúng ta mua. Nó giống như các trường hợp của những cổ phiếu bất động sản thời gian vừa qua đấy, người thấy là ví dụ như TDC đấy, nó vượt xong nó cũng bị điều chỉnh lại một phiên thì hôm sau mình mua chẳng hạn như thế, hoặc như của nhà Từ Liêm nó vượt xong nó đi ngang cho 3-4 phiên thì người thoải mái mua, nó vượt xong 2 phiên xong nó đi ngang thì mua, hoặc như DIG thế, nhiều cái cổ phiếu mà nó vượt xong nó có những phiên đi ngang cho người có thể cân nhắc để mua được, nên mình cũng không nhất thiết phải mua đúng vào cái phiên nó break out đâu, tại vì trong cái giai đoạn thị trường đang bấp bênh hiện tại nó gần đỉnh cũ, nó rất nhiều cái phiên mà tự nhiên nó cứ đang đẹp nó lộn nhào của phiên, cái việc mua breakout trong phiên nó hơi nguy hiểm, nên tốt nhất là cái đợi cuối phiên hôm nay nó chốt thành công thì ngày mai kia có những phiên điều chỉnh là mình nhắm mắt mình mua, thì lúc đấy nó đã confirm và đỉnh thành công rồi. Những phiếu chứng khoán nhỏ hơn thì như CTS hay cái thứ thì nó cũng tương tự thôi, nên chị nên đợi những cổ phiếu đồng ngành nó có đỉnh trước thì những cổ phiếu nhỏ nó vượt thì mình sẽ tin cậy hơn, và lúc đấy thì mình cũng đặt cái nguyên tắc là nó cũng vượt đỉnh thì mình mua ở phiên sau. Vâng ạ. Tiếp theo là nhà có nhà đầu tư muốn xin hỏi anh Du về nhận định cổ phiếu HLG. Với HLG thì cá nhân mình về mặt cơ bản cũng niềm tin vào anh Đức này. Vì từ khi lên sàn mình thấy là các cổ đông nó chịu quá nhiều khổ đau, một người chủ tịch mà không đem lại nhiều lợi ích cho cổ đông thì thường mình không đánh giá cao. Và chúng ta nhìn cái cổ phiếu HLG từ khi lên sàn các cổ đông thì hầu hết là mất mát chứ mấy ai được tiền đâu. Những cái chủ tịch nào mà đem lại lợi nhuận cho cổ đông như Techcombank, Hòa Phát hay Vinamilk, Thế Giới Di Động, FPT là những cái người chủ tịch chúng ta nên đi theo nhiều hơn. Vì người ta có những cái tầm tư duy về sản phẩm dịch vụ tốt, khả năng kiếm lợi nhuận cho cổ đông tốt, và người ta cũng thực sự vì lấy cổ đông. Như mọi người thấy như từ năm ngoái VD đang rất là tốt đúng không ạ? Thì thường những cái vị chủ tịch nào mà có tâm có tầm ấy, thì là những cái doanh nghiệp chúng ta nên quan tâm nhất. Tại vì người ta có kiếm 1 tỷ đô thì chúng ta mới kiếm 1-2 tỷ từ cổ phiếu người ta. Còn những cái vị chủ tịch mà làm ăn ngày càng bết bát như này thì cá nhân tôi nghĩ là không nên quan tâm. Vì hiện tại nếu nhìn được kết quả kinh doanh của HLG thì cá nhân tôi thấy nó không biết bao giờ với thực sự có lãi đủ để chịu tức cổ đông nên hết xóa hết lỗ kế. Thế nên là về mặt cơ bản để tìm lý do để đi lên thì cá nhân cũng không biết bao giờ. Vì ngay như trường hợp của HNG được Thaco bơm rất nhiều tiền vào cứu ấy, mà đến giờ không cứu nổi, tức là nó vẫn ngập nguội như này, thì rõ ràng để khôi phục những doanh nghiệp này không hề dễ, nó có thể tốn rất nhiều tiền bạc và nó mất nhiều thời gian hơn chúng ta nghĩ. Nên tốt nhất là hạn chế cố gắng cơ hội những cái cổ phiếu đang tốt, có những vị chủ tịch tốt, có những sản phẩm tốt, lợi nhuận tốt để chúng ta tìm cơ hội thôi. Còn những cái trường hợp mà nó đang tệ như này, để tìm đúng cái cơ hội mà nó có thể tăng trưởng rất là ít và chúng ta mất tiền nhiều hơn. Cổ phiếu này những ai bị kẹt trong vài năm đấy chắc chắn là rất là buồn, bởi vì thị trường có rất nhiều cơ hội tăng trưởng, những cổ phiếu này nó càng ngày nó càng lầm lũ đi xuống hoặc là đi ngang. Có chết định không chết định được cổ phiếu này vì cái biên nó không đủ lớn, vì thế là các cái mức tăng giá từ 4.5 đến 6.5 thì cũng nhìn phần trăm thì cũng to, nhưng mà nếu mà chết định thì cái lợi nhuận rất là mỏng, rồi lại dây ngược lại mất hết. Nếu mà chết định chỉ cần một lần đúng một lần sai là về lỗ, chưa kể phí giao dịch lãi suất nữa, đúng không ạ? Không có gì đặc biệt cả. Và nhìn cái triển vọng càng ngày nó càng tệ, những cái lĩnh vực kinh doanh thì cứ thấy chọn lĩnh vực nào thì cuối cùng nó lại thành một cái sai lầm mới. Cái Du nghĩ là có nhiều cái doanh nghiệp hiện tại đang tốt hơn rất là nhiều, mọi người nên tận dụng cái thời thế của các doanh nghiệp. Còn những doanh nghiệp đang thất thời thì mình tạm tránh. Thì sau này khi nào nó có những câu chuyện mới mà người ta khôi phục được thì mình mới tin. Còn trong khoảng 5 năm gần lại đây thì mình thấy là HAG và HNG càng ngày càng đi xuống. Mình không có niềm tin vào doanh nghiệp này. Vâng, tiếp theo là nhà đầu tư có câu hỏi về chứng bán của HAH là liệu đã chốt lời chưa? HH thì cái diễn biến của 1-2 phiên gần đây thì nó có vẻ nó hơi tiêu cực hơn là chúng ta kỳ vọng, tức là nó không vượt hẳn được đỉnh và đang bị thoái lui nhẹ trở lại. Cái quan điểm của Du thì việc chốt lời thì cũng được thôi, tại vì cái diễn biến của mấy phiên này nó tạo ra cái rủi ro lo ngại hai đỉnh. Thì những cổ phiếu này thì hoặc là nó tạo đỉnh nó thoái lui rất là mạnh, hoặc là nó lại sideways tiếp để nó tích lũy vượt đỉnh. Thì chết đinh thì khi mà thấy nó không vượt đỉnh mà nó sideways thôi thì nhiều người cũng đã chấp nhận là thoát ra rồi. Thì những quan điểm của Du thì mình nghĩ là nếu mà
Cho nên những cổ phiếu này thì thực ra đến thời điểm này mọi người cũng đã có lãi rất là tốt rồi. Vì hầu hết là nó tăng giá rất là mạnh ở năm ngoái, năm nay thì cái việc mà tạm chốt lời thì cũng được, tại vì cái xác suất vượt đỉnh nó bắt đầu nó thấp đi rồi. Cái cơ hội vượt đỉnh của nó trong vài phiên qua nó đã bị bỏ lỡ, nó giống như trường hợp Kinh Bắc ấy, là khi nó đã chạm đỉnh cũ và nó lại bị bỏ lỡ cái cơ hội thì có thể có rất nhiều người ta sẽ nghĩ việc nó sẽ bị sideways của nó thoái lui, người ta sẽ chấp nhận là thoát ra. Một số cổ đông lớn thì là thời gian gần đây thì cũng bán rất là đều, và DC thì đang mua vào trở thành cổ đông mới, thì đấy là những thông tin mình tham khảo thôi. Nhưng mà cái diễn biến giá thì trong hai phiên đây thì hơi tệ một chút, tức là thẳng ngược lại có khối lượng, thế này khối lượng nó không quá xấu. Thì có điều của Du thì có lẽ là có thể chốt lời được, hoặc là nếu mà trong trường hợp mà anh chị khó nghĩ quá thì mà mình cầm nhiều mà mình luyến tiếc thì mình thực hiện phương án 50-50 là phương án mà cái Du hay áp dụng nhất, là khi một cổ phiếu mình thấy nó vẫn còn tốt và mình hơi lo ngại về ngắn hạn thì tốt nhất là mình chốt một nửa cho nó yên tâm là mình có lãi, còn một nửa thì mình cứ để đấy coi như mình cứ lưu tiếc đến khi nào nó quá xấu mà nó vỡ hẳn cái kênh ra dưới này, tức là nó không phải là xu hướng mà sideways để đi lên tiếp mà nó thành một cái thoái trào thì lúc đấy chấp nhận là thoát hẳn và mình không chơi cổ phiếu này nữa. Còn hiện tại nó cũng không có gì để khẳng định cổ phiếu này sẽ thoái trào cả, mà nó có đi ngang đi thêm một thời gian nữa nó cũng hoàn toàn bình thường. Còn cái cơ hội vượt đỉnh của nó thì hơi tiếc là hôm 18/10, 19/10 nó bỏ lỡ, và hiện tại nó không cách quá đỉnh thì quá xa với đỉnh đâu. Thực ra là cái việc mà nó có thể cú vượt trong hai phiên tới nó vẫn có thể xảy ra, nhưng hơi khó đoán. Anh Du thấy nó hơi khó đoán bởi vì nó đã bị thoái lui mấy phiên này, nó tạo một tâm lý nghi ngờ, thực ra cái việc vượt lại nó hơi khó một chút. Thì có điểm của Du là hoặc là bán hết cũng được nếu mà anh chị là người chết định. Nếu đầu tư thì không nên bán hết, đầu tư thì với những cổ phiếu như này thì chỉ nên chốt một nửa thôi, để mình quan sát tiếp, để mình đợi nó tích lũy xong nó đi lên thì mình cân nhắc, hoặc nếu mà nó quá xấu thì mình nó vỡ 60 thì mình mới chấp nhận là bán hết và nghỉ hẳn cổ phiếu này. Tại vì có rất nhiều cổ phiếu nó tăng trưởng, nó tích lũy ngang, nó tăng trưởng tiếp, nếu chúng ta bán sớm quá chúng ta sẽ mất những khoản lợi nhuận, sau này chúng ta sẽ rất là tiếc. Thế là cái quan điểm của Du của cổ phiếu này. Vâng, nhà đầu tư Vân Anh muốn hỏi anh Du về nhận định cho NV, một cổ phiếu mà trung tâm tư vấn đầu tư cũng đã khuyến nghị mua vào mức giá 32. Anh Du có thể chia sẻ thêm quan điểm của anh Du về NV không ạ? NV thực ra cái quan điểm của Du thì nó đang cái mô hình triangle, mô hình tam giác. Tam giác phân thì thấy là chúng ta nối các cái đáy của từ tháng 7 đến bây giờ thì đang là các cái đáy đi lên, và nếu mà nối đỉnh của từ tháng 6 tháng 7 giờ nó đang là cái mô hình đi xuống, tức là nó đang một cái mô hình tam giác phân. Thì về bản chất thì cổ phiếu này nó phải vượt cái đỉnh 34 thì ra cái tín hiệu mua nó sẽ rõ rệt hơn. Còn hiện tại cái việc mua ở cái vùng giá hiện tại nó mang tính kỳ vọng thôi. Trung tâm tư vấn đầu tư thì có đề xuất trường hợp phiếu này với mình, thì cá nhân mình cũng thấy cái triển vọng của các phiếu ngành thủy sản như VHC, FMC nó đang tích cực. Tức là những cổ phiếu như NV thì hoàn toàn có cái kỳ vọng tích cực được. Thì nếu mà mua thì nhất là anh chị nên chia thành hai điểm mua, tức là nếu mà chúng ta có tổng phiếu này chúng ta mua chấp nhận là mua một nửa để thăm dò thì hiện tại. Thì như tư vấn đầu tư đưa ra cái khuyến nghị đâu đó vùng khoảng quanh 32, tức là nó cách xa một đỉnh khoảng 10% để mình đủ thời gian mình quan sát. Rồi sau này nếu mà nó vượt cái vùng đỉnh 34-35 thì lúc đấy sẽ là cái thời điểm mà mình mua thêm. Ví dụ anh chị định mua 1 tỷ cổ phiếu này thì mình mua thăm dò khoảng 400-500 triệu thời điểm hiện tại và mình quan sát thì nó đỡ áp lực, thì khi mà nó vượt đỉnh thì mua thêm. Vì cái xu hướng của nó nếu mà nhìn trong mấy tuần gần đây nó đang có xu hướng đang tích tiến lên. Các cái phiên gần đây thì những phiên tăng rất là tích cực và những phiên giảm khối lượng nó cũng nhỏ, thì nó cho thấy là cái quá trình nó đang có cái xác suất nó test về đỉnh cũ. Thì với cổ phiếu này nếu mà mua thì anh Du cứ nghĩ như thế, tức là mình có thể mua thăm dò một nửa đây và đợi một nửa, nhưng mà nó vượt đỉnh thì mình mua. Còn cắt lỗ thì các anh chị chỉ đơn giản để vỡ 30 chẳng hạn, để mức 7% thôi. 7% thì mình chấp nhận là mình sai và mình chấp nhận là rút ra của thương vụ này thôi. Vì ra chết định là cái việc mà chúng ta đánh giá các cái cơ hội và chúng ta chấp nhận mạo hiểm nếu mà chúng ta đánh giá cái cơ hội chiến thắng nó cao hơn. Và nếu mà sai chúng ta chấp nhận là rút lui càng sớm của thương vụ càng tốt, thì quan trọng là phải có cắt lỗ đâu. Chết định thì ngoài cái đánh giá thì chúng ta có những cắt lỗ. Và cổ phiếu này nếu mà nó vượt đỉnh thì rõ ràng nó rất là đẹp. Nếu mà vượt đỉnh 34-35 thì phía trước nó cũng không có kháng cự nào quá mạnh nữa. Tức là nó sẽ là cái trạng thái mà không có đỉnh, nên ra là nhìn nó cũng rất là mê nếu mà nhìn những cổ phiếu mà nó vượt những đỉnh dài hạn. Nó không có cái đỉnh phía trước, thì khi nó vượt 35 thì sẽ là một cái cơ hội nó sáng hơn. Còn nếu mà chưa mua thì cá nhân Du nghĩ hoàn toàn có thể quan sát thêm được, mình cũng không nhất thiết phải mua thăm dò đâu. Nhưng cá nhân Du thì thường sẽ thích nó vượt đỉnh hẳn, xong rồi điều chỉnh mình mua thì nó sẽ đỡ phải chờ, vì
thì khi lên đỉnh lại rồi ngược lại thêm một hai phiên thì cái tâm lý mình lại thành hoài nghi, có khi mình bán mất và mình không dám mua lại khi nó vượt đỉnh. Nên có điểm du thì về cổ phiếu này nó có hai hướng như thế. Thứ nhất là mình có thể mua thăm dò và mình đợi nó vượt hẳn đỉnh thì mình cân nhắc chuyện mua sau cũng được. Thì xu hướng của nó nếu mình nhìn trung hạn nó vẫn là tích cực, nó chưa có gì xấu cả. Vâng, do thời lượng chương trình có hạn nên là câu hỏi tiếp theo sẽ là câu hỏi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay, đó là câu hỏi về chiều mua của STB. Thì anh Dung có thể giúp nhà đầu tư giải đáp được thắc mắc của nhà đầu tư không? STB ạ? Ngân hàng STB ạ? Đúng rồi, Sacombank ạ. Sacombank thì là trường hợp mà nó hơi đuối hơn những cổ phiếu ngân hàng khác. Nó thuộc nhóm bị vỡ đáy. Cái giai đoạn của tháng 9 nó làm vỡ vào cái đáy của cái tháng 6, tháng 7, tháng 8. Nó trường hợp hơi tệ so với những cổ phiếu mà nó tích lũy đi ngang như Tech hay là OCB hay là MSB. Thì trường hợp này thì cái Dũng nghĩ là nếu mà chết đinh thì có điểm dù là không nên, tại vì nhất là nó đang trong cái mô hình giá xuống, các đỉnh này còn thấp hơn tháng đỉnh tháng sau, thấp hơn đỉnh tháng trước và đáy tháng sau, thấp hơn đáy tháng trước. Nên nếu nó hồi phục kể cả nó lên đến vùng 29-30 thì nó vẫn là một cái đỉnh sau thấp hơn cái đỉnh của tháng 8, tháng 9, tức là nó vẫn chưa thoát khỏi cái mô hình giá xuống. Và chết đinh với cái biên độ hẹp như này thì rất là khó. Nên tốt nhất là mình nên chọn những cái cơ hội mà nó đang xu hướng tích cực, ví dụ như OCB chẳng hạn là xu hướng mà đang rất tích cực, hoặc như trường hợp của chẳng hạn thì nó đã phá được cái mô hình xuống ngắn hạn rồi. Nhưng mà Tech thì nó qua cái điểm mua rồi, nên ra là cái dung như trường hợp OCB nó sẽ hợp lý hơn đối với những cổ phiếu ngành ngân hàng thời điểm này. Nếu mà mình chọn những ngành ngân hàng thì mình sẽ chọn OCB, còn trường hợp STB thì nó đuối quá, giá nó càng ngày càng đuối, và nếu có hồi phục thì nó cũng là một cái dạng hồi phục trong xu hướng giảm, nó không phải là xu hướng tăng mới, hoặc nó không có xác suất về lại đỉnh. Nhìn những trường hợp như ACB hay là MBB nhìn nó có tích cực hơn vì nó còn không bị phá cái đáy vào đợt tháng 8, nó ít ra nó tạo ra một cái kỳ vọng là xây một cái hỗ trợ vững chắc để người ta yên tâm. Còn trường hợp của STB hay là trường hợp của Liên Việt Post, đúng không ạ, là những trường hợp mà nó gây những cái lo ngại về cái việc mà liên tục có những cái đáy mới thấp hơn đáy trước, thì cầm những cổ phiếu mà nó liên tục tại cái đáy mới tháng sau thấp hơn tháng trước là những cái trường hợp mà nguy hiểm. Bởi vì chúng ta cứ giữ và chúng ta cứ bị nó lún dần vào trong các cái thương vụ nó bị sai. Thì tốt nhất là nên chọn những cái cơ hội mà nó rõ rệt như này. Còn STB thì gắn du nghĩ là cái giá nó tương đương nhau, kể cả nếu như mình đang bị kẹt cổ phiếu này nhé. Mình đặt một cái câu hỏi là ví dụ như mình cùng số tiền mình đang bị kẹt cổ phiếu STB và cùng số tiền vào cổ phiếu OCB chẳng hạn, nó cùng ở cái vùng giá xem nhau. Giả định như mình là một người mua mới thì mình sẽ thích cổ phiếu nào hơn. Thì khi mình bị kẹt thì mình hoàn toàn có thể swap sang, tức là mình chuyển đổi sang. Mình lựa những phiên nào mà có cơ hội để mình chuyển đổi ngang STB và OCB sang thì mình chuyển đổi. Ví dụ như có những lúc mà STB nó giật lên thì mình bán ở giá cao, OCB nó gặp điều chỉnh thì mình mua giá thấp thì mình cố gắng là tận dụng những cái nhịp mà trồi sụt trong phiên để mà hoán đổi giữa hai cổ phiếu. Thì trước đây cái Du gặp rất nhiều các anh chị khách hàng bị kẹt những cổ phiếu nó rất là sâu ấy, thì mình luôn đặt cái câu hỏi là nếu mà được chuyển sang một cổ phiếu khác mà nó đang tăng giá thì mọi người có chuyển không, mình đừng coi như cắt lỗ đi, mình coi như chuyển sang một cái cơ hội mới mà cùng cái giá trị đấy, thì rõ ràng cái giá trị tiền nó sẽ tăng nhanh hơn là cái việc mà mình cố đợi một cái cổ phiếu mà nó đang đi xuống ấy. Thì chúng ta tư duy đang bị kẹt 1 tỷ ở STB, và chúng ta tư duy quản lý danh mục là làm sao 1 tỷ đấy nó tăng nhanh hơn là STB, thì rõ ràng những cơ hội đang tăng giá như CB nó sẽ tăng tốt hơn. Thì chỉ cần tư duy như thế thôi, chúng ta hoán đổi sang là xong thôi. Còn nếu mua mới thì cái anh Dung nghĩ là nên chọn OCB. Thì chắc là sẽ xin dừng cái phần hỏi đáp đây. Các câu hỏi anh chị có thể gửi về trung tâm đầu tư để các bạn ấy hỗ trợ trả lời tiếp. Hẹn gặp lại các anh chị trong các buổi tới. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VnDirect. Và hãy bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.